Xin chào cả nhà, hôm nay mình làm món tôm sốt trứng muối. Cái này tôm em mua ở siêu thị, người ta làm sẵn, người ta lọc vỏ rồi. Cái này là trứng muối, 8 cái trứng muối. Trứng này em tự muối nè. Còn cái này là em mấy trứng đem đi luộc để ăn riêng, ăn sau. Đây nữa nè, cả nhà thấy nhiều rồi không? Đó, quá chừng là trứng muối luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái món trứng muối này nha. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái chai dầu đó. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên, đổ dầu vô chiên tôm. Không, chiên ít dầu thôi, không cần chiên nhiều, tôm nó mỏng á, nó rất là mau chín, không cần dầu nhiều. Cái phần tôm này bây giờ em bỏ, tôm này tôm biển cho nên là không còn muối, em chỉ bỏ miếng tiêu cho nó thơm. Sau đó bỏ tinh bột bắp. Giờ nóng rồi bỏ tôm vô chiên. Bỏ vô đây tỏi, bây giờ mình cho vô đây khoảng 3 muỗng canh á, vô đây 3 muỗng canh luôn á cho nó ngon. Cho vô, tỏi chiên với lại bơ này rất là thơm nha. Bơ người ta làm từ chất béo của sữa cho nên là ăn nhiều không có sao, cũng không đến nỗi nào mà mặt. Bây giờ em sẽ cho cái trứng muối vô. Làm cái sốt này mình chú ý là để cái lửa vừa thôi, tự lửa lớn quá là bị cháy. Bây giờ em sẽ thêm vô đây nước mắm, mình sẽ sử dụng một muỗng canh nước mắm. Chút xíu đường nè cho nó không có vị mặn. Rồi tan cái trứng ra cho nó hơi ấy một chút. Rồi trứng muối được rồi, mình cho hết phần tôm vô. Thơm quá, không biết ngon không nữa, không biết hai cha con cách ăn được không nữa. Hồi đó giờ chưa ăn cái món này lần nào hết, nhưng mà nó thấm vô hết cái con tôm này nè. Đó, mình làm bơ nhiều chút xíu cho nó, cái con tôm nó không có bị cái nước sốt nha, nó không khô quá nè. Ok, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chào. Xin chào cả nhà. Hôm nay giới thiệu cách trong nhà mình ăn cái gì con? Hôm nay nha con ăn con với với cho trứng muối, trứng muối với tôm sốt trứng muối. Tôm sốt trứng muối. Không. Với lại rau dền. Với rau dền. Sao rồi? Xin mời cô chú các bạn. Xin mời cô chú các bạn. Chị Ma, chị Ma nó phá này.
Chị Mai ăn thử. Omelette lên cho em được. Hả? Chị Mai. Chị muối. Ăn được không? Mà mẹ em nói xin chào chị ta ai đi xe. Xin chào cả nhà nãy giờ như em chưa nói quên. Hôm nay lần đầu tiên cho hai mẹ con ăn cái món này thử. Má Lucas ăn rồi nó cảm nhận cho mẹ lần đầu tiên mẹ nói món này cho hai mẹ con luôn á. Ok xin mời. Xin mời. Ba xem đi. Tôm. Tôm sốt trứng muối. Mà về đi khát tôm sốt trứng muối. You can say you see. Giỏi. Xem mà nhâm nhâm. Anh có vẻ rất là khó. Say food, say for me, what do you feel? I'm first time cook. I want the sauce. Mmm, interesting. Yes, from egg, you see? Egg I cook with sauce. It's interesting. Mmm. Different, you see? I feel something. But good, really. Yeah, really delicious. This is food, food for birthday. Rather than within something. You can see it, con, đổ khỏi dính. Chim mà. Ôi ơi. Chim mà. Chim cả. Mệt quá. Mẹ cho con ăn nè, lấy cái nạp cho con. Nè cho con tôm ăn nha. Cách ăn nó con ngon đó, mẹ làm món này con ngon lắm. Con chưa ăn cái này. Chim. Papa, ты вот заплакал, если бы родители посушили и шлангом таким брызгали, а не такой струей, а брызгали тебя. Ты бы смеялся или что? Ну, мы прям на белом, чем на белом. Ну, да, потому что от родителей, а не от друзей. Не, ну, от друзей тоже смешно. Очень-очень вкусно. Nó béo từ cái sốt trứng muối, cái trứng muối ngon. With butter, with garlic. Cái này. Mày không? Chị Mai thích ăn trứng không? Ngon lắm. Ngon không? Ngon không? Chào tạm biệt. Не, а начинай отсюда и проталкивай. Понял? Отсюда? Ты правильно делал только что, только надо было сначала засунуть на конце. Вот, и отсюда начинай идти. Да. Мясо еще осталось. Дима, ты cất này thì mà nó móc vô rồi chứ cái trứng muối ngon quá chừng mà con móc nó bé nhé rồi con hả какие костяшки вот здесь костяшки коробка First time, 100. $99. Because I never eat the same. $99. How to test it? Never. Don't check in my mom. Jim name. Yeah. The way can I know you? Không có, không có, không có.
Но очень ngon. Не, а креветки, конечно, вкусные, но посыпка... Картина! Это все из яйца. Придел желтого. А, так. Но для испытания нормально. Chào con. Cô chú anh chị nhà mình làm món này ăn nha. Thay đổi menu cho gia đình nè. Lâu lâu mình làm đổi món ăn cho nó ngon. Khỏi mất công đi ra ngoài. Nhà ăn đủ món rồi mình không có thiện gì hết. Khỏi đi ra ngoài. Today I have a question. He found out about in family we injured some time ago. Like of course. What is it? What? Of course, sometime. Mm-hmm. Of course, on you. When mama cook very long time in kitchen. Family very angry. What? À, tại vì thấy chắc mấy bạn chưa có lập gia đình thì thấy cuộc sống quay lên video rồi vui vẻ hạnh phúc. Mấy bạn tò mò, mấy bạn hỏi là ví dụ gia đình hai vợ chồng có khi nào mà cãi lộn anh mắt có la chị Hạnh không đó. Thì hôm nay hỏi anh mắt. Sometimes I want to buy something but you don't like and no. Yeah, you didn't speak few hours. And me, I am with you or no? Of course. Thì vợ chồng á có nhiều cái phải phải có những cái đôi lúc có cãi nhau chứ. Đâu có lẽ hoàn hảo hết được. Nhưng mà ví dụ ai hay chồng em bình đẳng, ai sai thì người đó bị la. Anh mắc sai thì bị em la, em sai bị em mắc la. Con cái sai thì bị la, mà ví dụ ba bị sai thì con cái la lại luôn. Ba bị sai không phải xin lỗi chứ lại lỗi con nữa. Rồi nó biết được cái gì sai thì phải bắt buộc xin lỗi. Để cho nó quen á. Thì mà nó ba mẹ xin tham mà. Như là bạn nhiều lúc ba mẹ sai thì con phải xin lỗi. Và xin lỗi con. Hoặc là con xin lỗi, con sai thì phải xin lỗi ba mẹ. Rung cách. Ừ. Tôi sao không xin lỗi. Con nó không đẹp. Không đẹp. Ừ. Mấy con tham ăn cơm à? Chị em à. À. Đúng không? Ít cho ra. Nhưng mà đôi lúc giận nhau cái gì á thì vài tiếng à, maximum nửa ngày hoặc là một ngày là hết. Chứ không có giận lâu hết. Gia đình mà giận lâu á dễ bị đổ vỡ. Phải biết cái sai của mình. Để cái thời gian nửa ngày hoặc một ngày á, để mình nhận ra ai là người sai. Thì phải chịu chấp nhận xuống nước trước. Chứ không phải sai cũng ai cũng vậy. Phải lúc nào cũng sai rồi cứ làm kiểu làm càng á, muốn mình đúng rồi không được, vậy là gia đình nó không có vậy thì không được. Phải có thời gian mình suy nghĩ ai sai ai đúng nữa. You know in my life I never see some family and nothing angry. People different. The man from why her husband sin. After problem, this and who not
you arrive who say all time not first apologized? I am all time apologized. No, no, never. Will be said. All evening. Да? Wait when papa comes. Okay. And say sorry. Okay. Okay. Well, is it fun we will introduce me? Nói vậy các bạn vô bắt đầu đánh đồng. Bị chửi. Chị gì mà con? Em bị chửi. Nhìn ra. Nhìn ra. Không được phá vậy chứ. Sao được? Tôi ăn của ba mẹ mà. Phải đồ chơi của con đâu. Thấy không? Tự nhiên tạo lao à. Thêm bò ra bò. Ê ta tiền. Boss how many time in year? Tú tàm, mất gì mừng đâu. No, no, not much, because we already not very young, already children, two children. Don't have time for anything. Sometimes. All time busy. Sometimes, giận quá. Đi ra giường dọn dẹp nấu ăn hay này kia là nó cũng làm việc còn là sao ngủ nhóc xong hôm nay mua tôm á xin là giảm giá nên làm đúng giờ thời điểm luôn à và muối trứng muối xong nó vừa chín trứng muối xong rồi ghi lấy ra đi siêu thị có tôm người ta bán trứng khuyến mãi muối gì ăn luôn à hơn dễ sợ. Ну, говорил, что это две коробки было. Может, 75 каждая. Может, 25 будет 20, будет 50, а 50 будет 50, будет 100. Значит, ох, фу. Cô chú anh chị ơi, hôm nay video tới đây. À, Lucas nói, mẹ nói hoài thường quá, hai cha con nói. Hôm nay video tới đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại. More like và đăng ký. Like, more like. Bye. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Tạm biệt, kim bao lúc kim gửi.